Top 6 ngành học hot nhất sẽ bùng nổ trong năm 2022. Sau 2 năm trải qua đại dịch mang tên Covid-19 thì giờ đây thế giới đã có sự dịch chuyển về những khối ngành mới. Hãy cùng Techmong tìm hiểu top 6 ngành sẽ bùng nổ trong năm 2022 nhé. công nghệ thông tin. Lập trình sẽ là ngành có sự bùng nổ trong năm 2022 bởi là ngành ít bị tác động bởi ngoại cảnh, cho dù bạn ở đâu, trên thế giới có chuyện gì xảy ra thì công việc của bạn vẫn sẽ tiếp tục và luôn phát triển. Là ngành có tính ứng dụng cao, bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có sự nhúng tay của công nghệ. Nói không hoa nhưng các ngành khác đang khá phụ thuộc vào công nghệ là ngành có cơ hội rộng mở, phù hợp với mọi đối tượng, ngành lập trình không yêu cầu về ngoại hình, xuất phát điểm và ai cũng đều có thể học lập trình. Cơ hội việc làm của ngành luôn rộng mở khi 80% tin tuyển dụng liên quan đến lập trình. Thống kê của Navigos cho thấy thu nhập bình quân của một kỹ sư công nghệ thông tin mới ra trường thường dao động từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Cá biệt, một số ít sinh viên mới ra trường thậm chí có thể hưởng mức lương 30 đến 40 triệu đồng một tháng. 2. Digital Marketing Digital Marketing hiện là một trong những ngành có tốc độ phát triển cao, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh bởi môi trường học năng động, cơ hội việc làm đa dạng cũng như mức thu nhập ổn định. Theo phân tích của trang tuyển dụng Indit, lương của nhân viên marketing khoảng 6-8 triệu cộng thường. Với vị trí quản lý, trưởng phòng hoặc giám đốc marketing sẽ khoảng 20-30 triệu đồng một tháng. Theo từng cấp bậc khác nhau mà mức lương cũng tăng dần. 3. Thiết kế đồ họa. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhân lực và thị trường lao động, trong năm 2022, cả nước cần 1 triệu nhân lực cho ngành học thiết kế đồ họa. Chính nhu cầu cao về nhân lực đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong phú cho các cử nhân ngành thiết kế đồ họa. Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, thậm chí sinh viên còn trên ghế nhà trường vẫn có khả năng tạo ra thu nhập bằng việc nhận xin thực tập, làm việc bán thời gian ở các công ty doanh nghiệp với mức lương khởi điểm từ 8 tháng 10 triệu một tháng và đối với người có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm là 12 đến 15 triệu một tháng, thậm chí có nhiều nơi sẵn sàng trả mức lương cao hơn để có được những nhân sự thiết kế đồ họa giỏi và sáng tạo. 4. Kỹ thuật ô tô cơ khí. Trong chiến lược công nghiệp, phê hóa và hội nhập toàn cầu của Việt Nam hiện nay, kỹ thuật ô tô đang là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn được ưu tiên phát triển. Theo thông tin từ trang New Viet Lầm, kỹ thuật ô tô và cơ điện tử là hai ngành học rất hấp dẫn, khả năng xin được việc cao thậm chí mức lương khởi điểm có thể đạt từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. 5. Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe Thời gian qua ngành y tế Việt Nam đã xuất sắc đứng vững, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các dịch vụ y tế cũng được áp dụng công nghệ, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe từ xa, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Mức lương cơ bản của ngành này tại Việt Nam theo trang Cao đẳng Việt Mỹ rơi vào khoảng từ 6 đến 15 triệu một tháng và còn tiếp tục tăng theo cấp bậc và kinh nghiệm của người làm. 6. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Theo thống kê trong 3 năm tới, lĩnh vực logistics cần khoảng 18.000 lao động. Tương lai của ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ tạo ra những xu hướng tiêu dùng mới theo tổng cục thống kê mức lương khởi điểm của một nhân viên logistics tại Việt Nam vào khoảng 350 đến 500 USD một tháng mức lương trung bình của vị trí quản lý logistics là .000 đến 4.000 USD một tháng và giám đốc chuỗi cung ứng là 5.000 đến 7.000 USD một tháng như vậy ngành công nghệ thông tin hay lập trình vẫn là ngành hot nhất năm 2022 bạn còn trần trừ gì nữa mà không học lập trình Tìm hiểu ngay các khóa học lập trình tại Tết Mông trong những ngày đầu năm mới để bắt đầu 2022 với đầy hy vọng nhé.